Everybody put up their hands. I get a half a mil for my beats. You get a couple. Xin chào tất cả các bạn. Dòng Denon M3 của cặp loa đây khá là gọn gàng, đầu máy âm ly cũng rất là mỏng. Các bạn để trong phòng ngủ, phòng làm việc, để trên bàn máy tính rất là ok các bạn nha. Thiết kế ngoại hình đẹp với một cái màu xám đậm phối với màu bạc và phối với màu gỗ. Con này có một cái hậu loa rất là sâu. Hậu loa sâu các bạn nha, mở rộng và hai lỗ thông hơi đối xứng ở phía trước luôn. Mở rộng bằng hai lỗ thông hơi cũng như là chiều sâu của loa để tăng cái phần âm trầm cộng hưởng bass reflect. Con này thì là âm ly kim CD. Dòng này âm ly kim CD cho nó một cái đầu nhỏ gọn như vậy thôi, nhưng mà cái hậu cũng rất là sâu. Bởi vì cái phần công suất cũng là ra 50W một loa các bạn nha. Âm thanh của nó mình vừa mở với cái chế độ đó là chế độ rock. Con này cái equalizer nó cài đặt sẵn trên cái âm ly ha. Flat là cân bằng, rock là tăng bass treble cùng một lúc, thì mình chơi chế độ này khi mà hồi nãy mình mở nhạc trên máy tính, chơi nhạc non stop, nhạc mạnh á. Đấy, còn đây là tính năng, các tính năng. Đấy, các cổng kết nối AUX hoặc là chơi CD vân vân. Đấy. Khá là đơn giản mà cũng rất là đẹp nha. Mặt phay nhôm vân xước ngang nút cũng bằng nhôm luôn. Nắp này bằng nhôm, ở màu xám lông chuột. Một cái tăng phô rất là lớn, các bạn thấy nguyên cái bảng tăng phô ở đây ha, nên do âm ly cũng rất là nặng. Đây là các cổng AUX 1, 2, 3, 3 cổng để các bạn kết nối 3 thiết bị khác nhau, chơi in nè. 3 thiết bị, và đây là cổng sub điện để các bạn tăng thêm âm trầm hoặc là gắn sub vi tính của các bạn á, để tận dụng cái sub vi tính để chơi nhạc mạnh hơn hoặc là thích coi phim vân vân. Còn nếu mà nghe nhạc trữ tình, guitar hòa tấu thì với con này thì rất là ok rồi nha. Âm thanh rất là nét. Một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật rồi. Các bạn thấy đây là cái đĩa CD chúng ta đang hiển thị 64 phút. Đây. Nhưng mà mình sẽ chơi nhạc trữ tình ở trên cổng AUX, tại bởi vì đĩa hiện tại là nhạc mạnh. Không giờ rồi em ngủ đi thôi. Bề ngang là 48. Tôi đâu mà lo lắng em. Chiều cao là 25cm. Thà nghèo mà biết mến thương nghèo còn hơn giàu có. Chiều sâu loa là 25 luôn. Chẳng lẽ nghèo hoài hay xa. Không giờ rồi anh biết chưa anh. Còn thao thức trong đêm. Bọn mình nghèo túng để cho quen. Ngày sau giàu có mới thương thêm. Thôi em đừng buồn nhé. Đây là cổng AUX mà mình đang chơi nhạc. Hai cái đường ra loa trái phải và đây cặp loa của chúng ta với dách bắp chuối mạ vàng luôn nha. Công suất cực đại của nó lên đến 100W 6 ohm. Công suất cực đại thôi các bạn nha. Công suất thực tế của nó đang ra loa hiện tại là 50W. Đa phần những cái dòng của Denon là 50W mỗi loa hết. Trải rộng từ xuyên suốt từ mấy chục năm luôn. Từ những cái dòng mini đời đầu cho tới những dòng mini đời hiện đại nhất. Và những con này cũng vậy thôi. Nhưng mà có cái là con này nó thiết kế như thế nào đó mà có khả năng chịu tải lên đến 100W các bạn nha. Dù loa khá là nhỏ. Và các bạn thấy thì dòng này nó được thiết kế màu gỗ xuyên suốt, ngay cả mặt sau luôn. Nó không có để lộ những cái mạt gỗ ra. Đó, và nè. Rất là đẹp ha. Còn khá là mới. Lưới loa cũng rất là đầy đủ. Và lưới này lưới zin với một cái màu lưới thì các bạn thấy rồi. Nè. Đó. Trùng màu với lại cái màu của cái mặt trước. Chúng ta tiếp tục với cái phần âm thanh. Một bài guitar rumba.
máy điều khiển để chỉnh từ xa thì cộng thêm giúp mình nha, mình có để giao hành ở bên dưới. Phay nhơ nó bắt từ mặt trên nó dài xuống như tới cái phần bên này dưới nè, đó rất là đẹp. Còn các bạn nhìn tổng thể rất là mới đẹp. Cái nút của bằng nhôm nó rất là sáng. Xin nhắc lại là có cổng súp điện để các bạn có thể bổ sung thêm phần súp nội địa hoặc là súp vi tính của các bạn đang có. Đấy là một số thể loại nhạc mà mình test thông qua cổng AUX. Và cái cổng AUX này mình hiện tại cái đầu âm ly có 3 cổng. Thì các bạn gắn một thiết bị như là TV, một thiết bị là máy tính, điện thoại, vân vân. Và có thể các bạn gắn thêm một thiết bị đó là USB Bluetooth các bạn nha. Các bạn muốn lấy USB Bluetooth mình sẽ mua giúp các bạn nha. Mình cũng không có chuyên bán nhưng mà ok, các bạn cần thì mình sẽ hỗ trợ nha. Và USB Bluetooth này thì cho giấc âm cũng rất là ok. Trên thị trường có rất là nhiều loại nên các bạn hãy tuyển chọn cho mình cái loại mà nói chung là chất lượng chút và chỗ nào bán uy tín chút. Cái dòng USB Bluetooth này nó làm nháy khá là nhiều. Có cái thì mặt sóng chập chờn, có cái thì chất âm ra không ra gì hết. Đúng cái chất lượng đó thì nó ra âm thanh rất là nét và không có bị giật lắc cũng như là dịch chuyển, cũng không có bị có cái độ trễ. Và không quên test cái phần CD các bạn ha. Ở đây là những cái nút cơ bản, chẳng hạn như cụm này là cụm play CD, qua bài lùa bài. Đây là chỉnh equalizer cài đặt sẵn. Còn chuyển cổng đấy vậy thôi, đây là hiển thị. Đó. Chọn cái cách để hiển thị. Rồi, đấy nè. Hot Classic. Qua bài, cái màn hình còn rất là sáng, rất là rõ chữ để đọc tốt, đĩa chép ha, rồi đĩa trầy vân vân. Giá thành cực kỳ phải chăng luôn các bạn nha, cho một cái dòng đề nông ngoại hình đẹp và gọn, thiết kế gọn nhưng mà công suất không có hề thua kém những cái dòng mà có kích thước nhỉnh hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi, đừng quên bấm like cho mình các bạn nhé.